Những diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết. Vào năm 2021, diễn viên Ryan Reynolds đã hóa thân vào vai một siêu trộm trong bộ phim Lệnh Truy Nã Đỏ. Bộ phim này thì sở hữu một kịch bản dễ hiểu, hài hước và có rất là nhiều sao khủng tham gia. Chính vì những điều đó nên bộ phim đã được lọt vào top những bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix. Và tất nhiên thì với danh tiếng của Ryan Reynolds thì anh cũng sở hữu một mức cát xê cực kỳ cao lên tới 20 triệu USD, tương đương với 469 tỷ Việt Nam đồng. Điều đó để giúp anh trở thành một trong những diễn viên có cát xê cao nhất thế giới. Và cũng trong bộ phim Lệnh Truy Nã Đỏ, người sánh vai với Ryan Reynolds cũng là một diễn viên nổi tiếng, đó chính là The Rock. Và tất nhiên thì The Rock cũng không hề kém cạnh, anh cũng nhận một mức cát xê tương đương, đó là 20 triệu USD. Ngoài ra trong cùng năm đó thì The Rock cũng tham gia một bộ phim nữa, đó là Thám Hiểm Rừng Xanh. Và bộ phim đó đã mang lại cho anh một mức cát xê cực kỳ khủng, cao hơn bộ phim trước đó lên đến 22 triệu USD, tương đương với gần 521 tỷ Việt Nam đồng. Và chỉ với hai bộ phim, cát xê của The Rock năm 2021 đã lên đến gần 1.000 tỷ đồng.